Máy chạy rồi. Âm thanh. Tách, chạy, 9 3, 2, 1, ra. Điều kiện làm việc sinh hoạt thế này thì vất quá nhở. À, chào đồng chí tân trưởng công an xã. Bác, giới thiệu với anh, đây là bác Quyền, đội trưởng đội dân phòng của xã. Chào bác, em là Nam. Biết tin đồng chí về, nhưng mà bận một chút công việc của bà con nên không bố trí đi đón được. Đồng chí thông cảm nhé. Không sao, công việc là phải ưu tiên hàng đầu. Với lại bác cứ gọi em là Nam được rồi. Anh em ở dưới này cũng chỉ mong làm tròn nhiệm vụ. Trước kia không có các cậu, rất lắm, bao nhiêu việc đổ hết lên đầu. Bây giờ lại được củng cố lực lượng chính quy như thế này thì phấn khởi quá hả? Bọn em còn phải dựa vào bác nhiều, bởi vì đâu có ai hiểu dân, hiểu đất rõ như các bác đâu ạ. Thế có nghĩa là chúng tôi vẫn còn hữu ích, không vướng chân vướng cẳng các cậu chứ hả? Bác Quyền kiêm tốn quá, không dựa vào bác thì dựa vào ai ạ? Anh, với lại hàng mấy chiều, có xô xát. Cậu lấy xe đi, tôi sẽ đi cùng. Rõ. Bác thông báo với đội dân phòng, quản lý khu vực đó, phối cùng luôn nhé. Rõ. Anh ăn trước đi. Nào, đã dân phòng. Chưa ăn gì nữa.